bị chỉ trích ăn mặc thiếu thuần phong mỹ tục, Kỳ Duyên đáp trả cực gắt. Dòng bình luận cực gắt của Kỳ Duyên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải khoảnh khắc thân thiết bên Minh Triệu. Người đẹp diện bikini cắt xẻ táo bạo khiến dân tình u mê. Bên cạnh những lời khen có cánh, không tránh khỏi những ý kiến trái chiều cho rằng nàng hậu ăn mặc phản cảm. Có tài khoản để lại bình luận như, không biết xinh như nào, nhưng đàn hình kiểu đó thiếu thuần phong mỹ tục người Việt Nam, tiết chế lại giùm bớt mấy chị ơi. Tưởng rằng cô nàng sẽ chọn cách ngó lơ với những bình luận mỉa mai như thế này, nhưng Kỳ Duyên không ngại đáp trả cực gắt, bọn mình đi bơi và mặc bikini. Mặc trang phục đúng nơi bọn mình tới thì thiếu thuần phong mỹ tục chỗ nào bạn. Hơn nữa, mình còn để hình đen trắng nữa, xã hội ngày càng phát triển rồi, bạn cũng đừng nên hạn hẹp như vậy. Minh Triệu Kỳ Duyên là cặp đôi bạn thân lâu năm trong showbiz Việt. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện lẫn cuộc sống đời thường. Trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi về tình bạn với Minh Triệu, Kỳ Duyên cho biết, tôi và Minh Triệu chơi thân khá lâu. Cả hai tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng từ trong cách ăn mặc đến tính cách, suy nghĩ và hành động. Chính điều này giúp chúng tôi dần tìm được sự gắn kết và tạo nên tình bạn thân thiết như hiện tại. Còn với Minh Triệu, cô từng tiết lộ, thời gian đầu mới quen biết, Kỳ Duyên chưa trưởng thành, suy nghĩ không mấy tích cực. Tôi đã rất kiên nhẫn để bản thân của mình lạc quan hơn. Trải qua một khoảng thời gian, tôi thấy Kỳ Duyên đã thay đổi nhiều và cũng là điều khiến mình tự hào.